không khó khăn để chúng ta có thể bắt gặp những chai lọ thuốc bảo vệ thực vật nằm lăn lóc trên các đồng ruộng, trong lòng kênh suối hay trên các con đường giao thông nội đồng như thế này. Một số nông dân khác cẩn thận hơn thì cũng chỉ có thể thu gom chung vào rác thải sinh hoạt. Đa số là thường gom vào một chỗ xong đem về hoặc là để cho mấy cái bãi xe rác này thôi. Chứ nó xử lý thì chưa có. Theo các chuyên gia nông nghiệp, khi vứt bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi trên đồng ruộng hoặc xử lý không đúng cách, lượng thuốc còn lại trong bao bì sẽ khuếch tán trong không khí, trong nước, nước mưa rửa trôi xuống nước ngầm hoặc nước mặt, gây ô nhiễm trực tiếp cho hệ sinh thái. Đặc biệt sự ô nhiễm từ từ và kéo dài sẽ gây ngộ độc mãn tính. Nhận thức được sự nguy hại đó, thời gian gần đây, chính quyền, ngành chức năng Lâm Đồng đã có nhiều hoạt động hạn chế sự phân tán những loại rác thải nguy hại này. Riêng địa bàn huyện Lạc Dương có trên 7.000 hecta đất canh tác. Ước tính hàng năm, nông dân địa phương sử dụng khoảng 170 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tương đương với việc thải ra môi trường khoảng 13 tấn bao bì. Lạc Dương lại nằm trong lưu vực hồ chứa nước đăng kia suối Vàng, nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, nên địa phương cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thu gom rác thải tại đây. Hiện nay thì chúng ta gặp khá nhiều thách thức. Thứ nhất là với cái diện tích sản xuất chúng ta chưa quy hoạch được thành vùng, thành thửa, và hộ nông dân là sản xuất nhỏ lẻ. Chính vì vậy thì việc hỗ trợ cho việc thu gom của nhà nước cũng chưa được nhiều. Chính vì vậy thì có thể là người dân tiện là người dân cứ xả ra ngoài. Và việc này thì phải có một cái quá trình. Hiện nay thì chính quyền địa phương cũng đang tích cực để từng bước để chúng ta làm sao để người dân cũng thấy được là việc xả thải này hết sức là nguy hại cho bản thân của mỗi người dân và của cộng đồng. Ngoài hoạt động thu gom rác thải nông nghiệp, ngành chức năng Lâm Đồng cũng đã tổ chức nhiều đợt tập huấn tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc xử lý loại rác thải này. Bên cạnh đó, từ năm 2013 đến nay, bằng nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí xã hội hóa, Chi cục Bảo vệ Thực vật Lâm Đồng đã lắp đặt được 32 bể xi măng chứa rác thải, và từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục lắp đặt thêm 24 bể trên các địa bàn canh tác nông nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, theo tính toán, cứ khoảng 30 hecta đất canh tác cần một bể chứa rác thải nông nghiệp. Như vậy, so với hơn 340.000 hecta đất gieo trồng hàng năm trên toàn tỉnh Lâm Đồng, số lượng bể chứa rác trên còn quá ít ỏi, cần được đầu tư nhân rộng nhiều hơn trong thời gian tới. Những cái vỏ bao bì nó vứt ở ngoài đồng ruộng thì nó cũng cản trở trong cái quá trình canh tác và cũng như là ảnh hưởng đến cái mỹ quan đồng ruộng và đặc biệt là các cái khu du lịch. Và nếu mà chúng ta chôn cùng với rác thải sinh hoạt hoặc là chôn không thì nó cũng trong cái quá trình rửa trôn thì thuốc bảo vệ thực vật trong bao bì nó cũng thấm sâu xuống cái nguồn nước cũng như là nước mặt thì sẽ ảnh hưởng đến cái môi trường. Hoặc là chúng ta mà cái xử lý bằng cái cách là đốt không đúng quy định thì trong quá trình như thế thì nó cũng sẽ sinh ra cái khí dioxin rất là độc hại cho môi trường và sức khỏe của con người. Trên cái địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì chúng tôi cũng có thực hiện một số các cái mô hình, tức là đặt một số những cái bể để thu gom cái thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Tuy nhiên là so với cái nhu cầu thực tế hiện nay thì cái việc mà đặt bể thu gom này thì chúng tôi cũng đang rất là còn hạn chế, cho nên là chúng tôi cũng mong muốn là các chính quyền địa phương là cũng sẽ bố trí thêm cái nguồn kinh phí để các cái địa phương là đặt thêm những cái bể thu gom. Với diện tích canh tác lớn, tỷ lệ sản xuất hàng hóa nông sản cao, hàng năm nông dân Lâm Đồng sử dụng khoảng 10.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật, tương đương với việc thải ra môi trường 800 tấn rác thải này. Trong lúc đó, toàn vùng Tây Nguyên chưa có đơn vị nào được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép có đủ điều kiện xử lý. Các địa phương phải thu gom rồi thuê xe vận chuyển đến các địa phương khác như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai để xử lý, rất tốn kém và không hiệu quả. Đây là một trong những thách thức trong vấn đề xử lý rác thải nông nghiệp mà Lâm Đồng nói riêng và các địa phương khác tại Tây Nguyên nói chung đang gặp phải, cần có phương án tháo gỡ một cách cấp thiết và hiệu quả. Sự xuất hiện của những cánh hoa tam giác mạch đã làm cho vùng ngoại ô thành phố trở nên tươi tắn và thơ mộng hơn bao giờ hết, góp phần tạo thêm điểm nhấn độc đáo, thu hút du khách muôn phương. Tin rằng với những ưu đãi về thiên nhiên và khí hậu thổ nhưỡng, tam giác mạch sẽ càng thêm lan tỏa
và là một mảng màu tinh tế trong bức tranh ngàn hoa vạn sắc của thành phố cao nguyên sương mù.